Ngày 20 tháng 11, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Thanh P, sinh năm 1989, quê An Giang, tạm trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 18 tháng 11, anh Lạc Thành Nhân, người trông xe dãy trọ của P, phát hiện Trần Minh Ca, sinh năm 2000, quê Hậu Giang, chạy ra khỏi nhà trọ với vết thương ở cổ nên đã trình báo Công an phường 25. Anh Nhân cho hay, khi đang nằm ngủ ở tầng trệt, anh nghe tiếng động mạnh trên gác nên thức giấc. Lúc này, thấy Ca đang đè lên người P bóp cổ nên chạy ra ngoài chi hô. Nhận tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường, mời P về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, P khai nhận anh và Ca có mối quan hệ đồng tính với nhau. Vài ngày trước, P rủ Ca từ Long An lên thành phố Hồ Chí Minh chơi và ở chung tại nhà trọ trong hẻm 36 đường Nguyễn Gia Trí. Khoảng 5 giờ 30 ngày 18 tháng 11, khi ngủ chung trên gác, P đòi quan hệ nhưng Ca phản kháng và xảy ra xô xát với P. Trong lúc giằng co, Ca dùng tay bóp cổ P khiến anh này bị nghẹt thở. Lúc này, P với tay lấy được cây kéo sắt để cạnh, tấn công Ca. Nạn nhân Ca sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định được xác định bị thương vũng hõm ức khoảng 4 cm, gây tràn khí màng phổi trái. Nạn nhân đã được mổ cấp cứu. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.